Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh của Hoàng Anh. Hôm nay mình sẽ tiếp tục leo hạng mùa 23 game Liên Quân Mobile. Xin mời anh em theo dõi clip của mình. 10 seconds remaining. Với bình nguyên vô tận. Sẵn sàng, kẻ địch xuất trận sau 5 giây. Mùa xanh bên địch chưa xuất hiện. Đội xông lên. Nhưng đối diện hắc ám bởi nhìn thấy ánh quang. Vậy người già và trẻ em là chức trách của kỵ sĩ. Nice assisting. First blood. Great sight, you guys. Dragon and Slayer have appeared. An ally has been defeated. Lập lại trật tự trên nền phế tích. An ally has been defeated. Slayer has been defeated. An enemy has been defeated. Tower is under attack. Ah! Race a unite. Our middle lane tower is under attack. Nhưng đối diện là our Slayer lane tower is under attack. An ally has been defeated. An ally has been defeated. The iron defense line has disappeared. An ally has been defeated. Our dragon lane tower is under attack. Our dragon lane tower is under attack. Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Our middle lane tower is under attack. Zului. Trong từ điển của kỵ sĩ, không có trốn chạy hay đầu hàng. Our middle lane tower is under attack.
been destroyed. Dựa vào sức mạnh này, đánh bại bọn chúng. Dragon and Slayer have evolved. Lại trật tự.
trên nền phế tích. Tấn công nhà chính. Infinite Slayer has appeared. Prepare for the final battle. Legendary. Double kill. Your team is destroying tower. Legendary. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo. Chúc anh em luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Ai thấm thánh kiếm, tâm đầy chính nghĩa.